Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Discussion. Vào một buổi thứ hai đầu tuần thì rất là may mắn khi chúng ta lại được có cơ hội ngồi xuống với nhau để thảo luận về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Thì trong cái số podcast hôm nay, chúng ta có được sự góp mặt của một vị khách mời rất là đặc biệt. Thì chắc là mình sẽ để cái vị khách mời này nói đôi lời giới thiệu về mình ha. Hello, xin chào anh em. Mình là Thuật, một số anh em gọi mình là Zay. Thì mình là CEO và co-founder của Kairos Ventures và Coin68. Mình cho thị trường chắc cũng hơn 4 năm rồi, gần 5 năm. Và cũng gọi là gắn bó với nó từ đó đến giờ, chứng kiến cái sự trưởng thành của thị trường crypto từ cái thời mà dự án toàn là scam cho đến bây giờ thì rất là nhiều dự án đã thành công, và builder thì nó cũng khác đi rất là nhiều, và cái viễn cảnh cũng như là cái cấu trúc thị trường nó cũng khác đi rất là nhiều so với 4 năm trước. Thì nói chung là hôm nay rất là vui vì được đồng hành trong cái số DeFi Discussion ngày hôm nay cùng với Nguyên và cùng với anh em. Thì mình không có chuẩn bị gì nhiều, mình chỉ chia sẻ một cách tự nhiên và với tất cả cái kiến thức và kinh nghiệm của mình, thì hy vọng nó sẽ có ích cho anh em. Yeah, ok, cảm ơn Thuật rất nhiều. Tại vì thú thật là rất là may mắn khi mà mới có thể thu xếp một cái khoảng thời gian để anh em có thể ngồi xuống với nhau để thảo luận về những cái vấn đề nó, mình tạm gọi là nó hơi góc khuất về thị trường DeFi. Thì ok, cái vấn đề hôm nay của bọn mình muốn thảo luận đó là giá trị mà các cái quỹ đầu tư, các cái VC mang lại cho dự án trong thị trường DeFi. Tại sao bọn mình chọn cái chủ đề này? Thì dạo gần đây mình lướt Twitter thì mình sẽ thấy là rất là nhiều các cái founder của dự án họ đề cập đến cái vấn đề là giá trị của một cái VC mang lại là gì. Điển hình như là George Harrap, thì cái ông này là founder của Step Finance. Thì ông này ông có tweet một cái dòng tweet mà nó hơi một cái thái độ nó hơi là bất mãn so đối với các quỹ đầu tư. Thì ông này có hỏi là vậy thì các quỹ đầu tư này đem lại cái giá trị gì, đem lại cái danh tiếng hay là chỉ là boom and doom, thì ngoài những cái việc đó ra thì sẽ còn những cái gì. Thì ông này ông có một cái chủ tích nó hơi mang tính tiêu cực một xíu. Thì không biết là từ góc độ của một người đang vận hành một cái quỹ đầu tư trong thị trường crypto, thì không biết là anh Zen nghĩ như thế nào về cái nhận định như thế này, và đứng ở góc độ của một quỹ đầu tư thì anh nghĩ là một cái quỹ venture thì họ sẽ mang lại giá trị gì cho một dự án DeFi? Trước khi mà trả lời câu hỏi này thì cho anh hỏi là cái ông George Harrap này là background là gì? Tức là project owner hay là cũng là VC hay là như nào? Hay là một người kiểu independent? Ok, thì ông này là founder của Step Finance nha. Thì anh em nào mà theo dõi hệ sinh thái của Solana thì sẽ thấy là Step Finance là một cái dự án làm về dashboard, và cái ông George Harrap này thì cái background của ông là một dev, tức là thiên về khía cạnh tech nhiều hơn. Thì maybe thì cái mindset về build của họ thì nó sẽ nặng nề, và họ sẽ vì là dân dev á nên là họ sẽ có một cái góc nhìn về build rất là nặng. Đó là những cái thông tin liên quan đến cái tác giả của cái dòng tweet này. Anh thì mới nhìn sơ qua thì thấy là Step Finance cũng có investor của riêng họ đúng không? Cũng gọi là bước vào thị trường với cái sự leverage của các cái VC đứng đằng sau. Thì anh nghĩ rằng là cái ông này ông bày tỏ cái sự bức xúc như vậy thì có lẽ nó xuất phát từ cái việc là cái sự mong đợi của ông George Harrap này đối với những cái VC back của mình nó khác so với những gì mà các VC đó có thể provide. Thật sự mà nói, trong cái giới crypto và blockchain này á, VC có rất là nhiều loại,
VC, có VC this, VC that, đúng không? Và mình thì khi mà mình làm một cái project á, mình tìm đến VC á, là cũng giống như là tìm đến những người mà có sẵn về network, cũng như là có sẵn về về kinh nghiệm trong thị trường để có thể cùng mình chia sẻ cũng như là đồng hành cùng mình trong cái quá trình mình build cái dự án. Thì như mình nói thì VC cũng có VC này, VC kia, và việc mình tìm VC nào để phù hợp với mình á, là mình phải biết là mình cần ai, mình cần những người như thế nào, mình cần họ giúp mình những cái gì, và mình cần đi với họ trong vòng bao xa và bao lâu, chứ không phải chỉ đơn giản là random VC xong rồi đến khi mà dự án của mình nó có xảy ra những vấn đề gì liên quan tới mối hệ với các nhà đầu tư á, thì mình lại public mình nói rằng VC không cung cấp được gì giá trị cho dự án thì nó cũng không đúng lắm, bởi vì VC có rất là hàng trăm VC mà, làm sao mình có thể đánh đồng như vậy được. Mình nghĩ rằng là nó xuất phát từ cái khâu gọi là investor relation của State Finance và cũng như bản thân của Josh Harrap, cho nên là mình không rõ cái context cụ thể của họ là như thế nào, nhưng mình tin rằng là cái việc mà đánh đồng toàn bộ VC nó kiểu hơi mang tính tiêu cực như thế, là mình không nghĩ là nó sẽ phù hợp, và mình không nghĩ nó mình không hoàn toàn đồng tình với cách nhận xét đó. Yeah. Ok, thì như anh Thuật có nói á, là VC thì nó có cái VC dạng này và VC dạng kia. Và cái vấn đề này thì cũng được Sam, tức là Sam Bankman-Fried á, là chủ sàn FTX, thì ông cũng đề cập là mọi người thì cũng nên consider các cái loại quỹ. Thì về bản thân của Sam thì ông này cũng chia ra làm 4 cái dạng quỹ thôi. Thì có cái quỹ nó sẽ là quỹ Birmingham, có cái quỹ nó sẽ là cái quỹ mà họ sẵn sàng đồng hành với lại cái dự án, họ sẵn sàng tạo ra những cái hệ sinh thái bản thân họ đã xây dựng và engage cái dự án vào để tạo ra một cái môi trường phát triển nó healthy hơn cho dự án. Cái việc mà anh Thuật nói là ok, maybe là do cái cảm xúc của ông Josh Harrap này ở cái thời điểm mà ông ấy tweet lên, có thể là gặp trục trặc đâu đó thì đôi khi là cũng hơi đánh đồng một xíu. Còn về khía cạnh của các cái quỹ đầu tư thì mình nghĩ là vẫn sẽ có những cái quỹ tốt, và bản thân anh em nào đang follow cái thị trường DeFi này mà đang research để tìm kiếm các cái dự án á, cũng nên xem xét cái khía cạnh là VC nào sẽ là phù hợp. Rồi, nhắc đến việc mà anh em nào research cũng sẽ track cái backer á, thì dạo gần đây mình sẽ thấy là hầu như anh em đặt cái tiêu chí là check backer lên hàng đầu luôn. Tức là rất là nhiều anh em research là khi mà thả một cái tên tiêu đề của một cái tên dự án nào đó vào một cái conversation á, thì cái pop up đầu tiên đó là ok, con này đang được Coinbase Venture back, con này đang được Alameda back. Không biết là với cái cách tiếp cận của các cái retail investor như thế này thì anh Thuật nghĩ như thế nào? Và bên cạnh cái việc là chọn backer sao cho đúng, thì anh Thuật nghĩ là nếu mà có một cái dự án cần đưa ra quyết định đầu tư thì các cái tiêu chí nào sẽ được include? Nếu mà mình chỉ xét về cái khía cạnh investor thôi ha, mình sẽ đi sâu vào cái cạnh này trước, tại vì cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về investor. Và mình nghĩ rằng là cái việc mọi người đánh giá investor nó gọi là đánh giá một dự án dựa vào cái backer á, nó cũng khá là tương đối á. Nó sẽ không được gọi là hoàn toàn gọi là theo như mọi người mong muốn đâu, tại vì mọi người sẽ không rõ được là bản thân mình là retail investor thì mình sẽ không rõ được mỗi cái VC nó sẽ có một cách đầu tư và exit như thế nào. Mình sẽ không bao giờ mình chắc chắn được là VC nó sẽ thoát nó sẽ exit dự án bằng cách như thế nào. Có một số VC thì họ sẽ thông qua một số dự án lớn á, thì có thể mọi người lo sợ rằng là đến cái ngày mà unlock token á thì nó sẽ đâm rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà đa phần là họ sẽ thông qua OTC, họ cái shop họ chia rõ rất là nhiều rồi. Thông qua OTC những cái lock token của họ đã distribute ra rất là nhiều người khác rồi, đặc thậm chí là một số sàn nó cũng buyback cái lock token nữa. Rồi một số VC kiểu low tier hơn thì họ sẽ có cái cách exit nó hơi như nào nhỉ? Nói một cách như nào nhỉ? Nó hơi xôi thật thật, nó hơi
nó hơi không có được tốt, nó hơi đúng rồi, nó hơi fast money, kiểu nó không có tốt cho dự án lắm, kiểu họ có thể đâm thẳng ra thị trường. Thì mình bản thân mọi người sẽ không rõ được cái câu chuyện trong VC họ từng case một, chứ không phải một VC lúc nào họ cũng làm theo cách đó, hiểu không? Nó tùy theo cái mối quan hệ của VC đó với dự án đó nữa. Nhiều khi nó happy với dự án thì nó lại làm kiểu khác, mà nó lại không happy với dự án nó lại làm kiểu khác, hiểu không? Nó ví dụ như cảm thấy nó không vui với dự án nó kiểu cái về cái phần kiểu quan hệ với nhà đầu tư, đúng không, nó làm không tốt thì nhiều khi dự án nó không happy á, và nó sẽ không có cái động lực để nhà đầu tư họ hold low token. Và nếu mà họ cảm thấy happy với dự án thì họ sẽ support dự án hết mình, họ sẽ hold hết đến nơi đến chốn, thì nó lại là chuyện khác. Cho nên là mọi người khi mà đánh giá dự án thông qua backer thì nó là một cái tương đối thôi, chứ nó cũng không gọi là chính xác lắm đâu. Và mọi người cần phải xác định được là mình là thuộc cái hệ chơi nào. Mọi người hay nói mình là kiểu nhà đầu tư lâu dài, nhưng mà thật sự mà nói thì mọi người dài đến đâu thì chưa biết. Khi mà thị trường nó điều chỉnh một xíu thì đã rất là nhiều người có cái phản ứng mình sẽ không nhớ là ngày xưa mình bắt đầu mình mua con đó vì động lực gì luôn, kiểu lúc đó đâm á thì mình lại chẳng quan tâm, là kiểu lúc đó mình chỉ nhìn cái tài khoản của mình nó giảm thôi, mà mình không nhớ là ngày xưa vì đâu mà mình đã mua nó và mình đã hứa với lòng mình là mình sẽ hold đến nó như thế nào. Cho nên là cũng khó nói lắm. Mọi người cần xác định mình chơi cái khẩu vị đầu tư của mình là như thế nào. Như George Harrap nói rằng là VC thì không biết VC tạo value được gì, nhưng mà trong mắt của VC thì cũng phải rất là cẩn thận để chọn builder mà mình invest vào, đúng không? Builder thì cũng có builder này builder kia, ông đó là người có tâm, nhưng mà ở ngoài kia có rất nhiều người builder họ không có tâm, và bản thân VC họ boost investment họ vào thì họ cũng phải cẩn trọng rất là nhiều. Rồi đến người dùng, đến các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, mọi người hay nói là mọi người đầu tư lâu dài, mọi người hay follow cái portfolio của các quỹ lớn như là Coinbase hay là Multicoin, đúng không? Các quỹ đó họ không có giấu portfolio của họ, họ vẫn public bình thường, bởi vì họ biết rằng là những ai mà đầu tư cùng cái khẩu vị của họ thì nói chung là không có nhiều người có thể đầu tư theo được cái khẩu vị như họ. Tại vì nhiều khi họ đầu tư, cái chu kỳ đầu tư của họ là 5-7 năm hay là thậm chí là thập kỷ, họ tầm nhìn rất là xa, chứ không phải đơn giản chỉ là một mùa uptrend kiểu vài tháng như mọi người. Mọi người có thể nhìn vào portfolio mà người ta Monkeycoin hay là Coinbase nó invest cái con này một hai năm mọi người hold được, nhưng mà mọi người sẽ không thể nào tưởng tượng được nếu như mà Bitcoin ngày xưa nó giảm từ 20.000 xuống 3.000 như thế, ai mà còn cái tâm trí để mà kiểu nghĩ là hold kiểu nói chung là mình nghĩ chắc cũng sẽ có thôi, đúng không? Có thôi, những người hold rất là lâu, nhiều khi họ quên đi luôn. Nhưng mà mình thấy đa phần mọi người đều toàn là nghĩ một đường nhưng mà làm một nẻo. Nhìn portfolio các quỹ lớn nhưng mà mình sẽ không đầu tư được như các quỹ lớn, tại vì họ có cái chiến thuật riêng của họ, họ có những cái đường exit riêng của họ, rồi họ có những cái cách truyền thông riêng của họ nữa. Và nhiều khi á họ đầu tư 5-7 năm được, nhưng mà mình đầu tư 5-7 năm cũng được, đó là cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình phải biết là mình muốn cái gì. Mình bây giờ mình đầu tư kiếm tiền nhanh trong vài tháng, hay là mình có thể kiểu cái số tiền đó mình quên đi được, vài năm mình không cần quan tâm tới, thì mình có thể đầu tư theo kiểu của các cái quỹ lớn được, đúng không? Mỗi người có một cái kiểu chơi, mỗi quỹ có một cái kiểu chơi. Mình cần phải xác định là quỹ nào phù hợp với cách chơi của mình, không có cái nào gọi là tốt hơn cái nào hết á. Khó nói lắm, tại một thời điểm khó nói lắm. Em hiểu theo cái cách em hiểu ý anh Thuật là bên cạnh cái việc là mọi người track cái portfolio của các cái quỹ thì cần phải có những cái tiêu chí khác về cái vốn của từng cá nhân, rồi cái cách chơi của mỗi người, rồi cái khẩu vị của từng retail investor nữa. Mình thích fast money, mình thích những cái kèo nó risky một xíu, hay là mình sẽ thích những cái kèo mà nó có fundamental ổn định. Thì cái đó là riêng bản thân mỗi người chơi thì đã sẽ phải tự có cái chiến thuật riêng của mình rồi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói sang một cái vấn đề nó hơi tương lai một xíu. Thì chắc là nhiều anh em cũng đã nghe qua cái khái niệm fair launch rồi ha. Cái việc mà dạo gần đây có khá là nhiều cái dự án fair launch, tức là họ không cho VC cho những cái round đầu, mà họ chủ động là phát hành cái token này ra cho cộng đồng trước. Ví dụ gần nhất điển hình đi, thì chúng ta thấy là Orca, một cái sàn AMM ở bên Solana, thì họ
họ đã fair launch, họ đã phát hành token cho cộng đồng trước. Rồi sau đó thì họ mới cho các cái quỹ như là 3Arrow hay là Coinbase cho những cái vòng sau. Rồi điển hình trước đó nữa thì chúng ta sẽ thấy cái case của Sushi hoặc là cái case của Yearn Finance. Thì nhiều người thường sẽ không để ý cái hình thức fair launch này đâu. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì đây có thể sẽ là một cái xu hướng nó hơi manh nha rồi. Thì không biết là anh Thuật nghĩ như thế nào về cái xu hướng fair launch này và cái tác động của nó sẽ là như thế nào? Anh thấy cái đó cũng hay á. Nó giống như gần đây thì anh hơi into game một chút. Thì nó cũng giống như việc là em launch cái game trước rồi cái token trong game trước, xong rồi đến một lúc mà nó đạt được, nó có những cái traction nhất định rồi, cái game nó có người chơi rồi, nó stable rồi, thì em mới cần đến những cái sự hỗ trợ từ các cái VC lớn khi mà em cần scale lên. Thì giống như các cái DeFi protocol cũng vậy thôi. Anh thấy nó là một cái cách đi nó rất là bền vững hơn, an toàn hơn, và thậm chí VC họ cũng cảm thấy an toàn hơn nữa. Bởi vì là lúc mà em nói chuyện với dự án, khi mà dự án nó chưa có sản phẩm á, thì tất cả những gì mà em có thể đánh giá được là thông qua cái cuộc trò chuyện giữa em với team của project, cái cảm nhận của em về con người họ và cái đánh giá của em về năng lực của họ. Còn về cái sản phẩm nó chạy được như thế nào, nó có product market fit hay không, thì tất cả những gì mình dự đoán lúc đầu ấy, thì nó có thể là nó diễn ra nó không được giống như mình mong đợi. Thì trong khi các cái protocol DeFi mà launch cái product của mình chạy được, có token rồi, hoặc là các cái game họ ra game họ chạy được, họ có user rồi, họ có player rồi, họ có traction nhất định rồi, thì lúc đó mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tất nhiên là cái entry lúc đó nó sẽ không bằng như lúc đầu, đúng không? Trong đầu tư mạo hiểm thì gọi là entry tốt hơn thì rủi ro sẽ cao hơn. Còn khi mà rủi ro nó thấp hơn rồi thì entry nó sẽ không còn đẹp nữa. Nó vẫn là như nhau thôi. Mình nếu mà mình đầu tư vào thị trường crypto ở cái câu chuyện dài hạn kiểu vài ba năm á, thì dự án nó launch vài tháng xong nó raise vốn thì cũng là một cái chuyện rất là bình thường. Mà nhiều khi đầu tư vào đấy thì cảm thấy còn an tâm hơn rất là nhiều. Rồi, thì cũng như mình đã đề cập hồi nãy á, thì cái xu hướng hiện tại là fair launch trước rồi mới cho quỹ choi sau. Thì không biết là anh Thục nghĩ như thế nào khi mà dường như là các cái quỹ đầu tư đang bị đặt sau cộng đồng. Có thể hiểu như vậy, tức là quỹ đầu tư sẽ không còn được ưu tiên là những người entry cái game đầu tiên, họ sẽ phải lùi lại một step và join những cái round sau. Thì liệu đây có phải là một cái tín hiệu nó không tốt cho các quỹ đầu tư hay không? Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy rất là nhiều cái KOL họ đứng ra và họ đầu tư trên danh nghĩa là cá nhân nữa. Chúng ta thấy là Darren Law nè, rồi Jack Dorsey, rồi Naval Ravikant là những cái nhà đầu tư mà họ invest với cái danh nghĩa là. Đây liệu có phải là một cái tín hiệu đáng lo cho các cái quỹ đầu tư không? Anh không thấy có gì lo hết trơn. Tại vì lúc nào cũng sẽ có project mới. Thị trường lúc nào cũng tự cân bằng đó em. Ví dụ như là có thời điểm thì người ta thích cái fair launch hơn, nhưng mà sẽ đến một thời điểm kiểu người ta nhận thấy rằng là fair launch thì đi nó lâu hơn, kiểu con nào cũng fair launch thì anh nghĩ là nhiều khi nó sẽ đi chậm hơn rất là nhiều. Số việc là em sẽ có một cái VC lớn bắt em và em đi kiểu rất là nhanh, kiểu em có tất cả mọi thứ liên quan tới vốn, liên quan tới support về networking thì em đi cực kỳ nhanh hơn là em đi fair launch. Thì cái câu chuyện đó rất là khó nói là cái nó có tốt hay xấu cho VC, nhưng mà anh thì anh chả thấy có gì là đáng lo hết trơn. Việc em cần VC hay không á, là nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là nó không chỉ là về tiền. VC là những nơi tập hợp những con người thông minh nhất và có kinh nghiệm và network nhất. Và cái việc em làm việc với VC á, cũng không chỉ giới hạn ở cái việc là em có cần tiền của VC hay không. VC nó không có giới hạn ở cái việc là chỉ có tiền, mà VC nó sẽ, khi mà em làm việc với VC á, thì có nghĩa là em sẽ được làm việc với những cái đầu thông minh nhất. Mà em có muốn làm việc với họ hay không thì đó là chuyện của em. Em có phù hợp với cái style của họ hay không. VC thì họ cũng sẽ có những triết lý riêng của họ, về những cái triết lý riêng và những cái cá nhìn riêng của họ về thị trường crypto và blockchain. Thì em có cảm thấy rằng là
cái quan điểm của họ nó có phù hợp với cách build của mình, cái triết lý build của mình hay không, thì nó lại là một cái một cái câu chuyện rất khác. Cho nên là không thể nào mà nghĩ rằng là lunch cộng đồng trước rồi các cái VC enter sau thì là thiệt thòi. Và anh nghĩ rằng là cái việc mà họ đưa cộng đồng lên trước như vậy nó là một cái điều tốt chứ không phải là điều xấu gì cả. Tại vì thị trường crypto là một cái thị trường decentralized, và dần dần thì tất cả các dự án mà muốn kiểu đạt được một cái level là không cần ai đứng ra nữa mà dự án vẫn có thể sustain được, vẫn có thể tồn tại được, thì họ bắt buộc phải đưa cái quyền lực đến cộng đồng là những người hold cái token. Ví dụ như em thấy là có một vài dự án là anh không có tiện nhắc tên, tại vì nhiều khi người ta nói là anh first này kia, nhưng mà có một vài dự án nhiều khi thậm chí team của họ không có take care nhiều nữa, và cũng không có nhiều backer hay là investor họ mention nhiều nữa, nhưng mà dự án nó cũng hoàn toàn nó không có chết đi đâu được. Mà khi mà cộng đồng họ vẫn còn hold token và họ là những người có cái tác động lên cái mạng lưới á, thì hoàn toàn là dự án nó vẫn có thể tồn tại. Thì đó là một cái điều hay chứ đâu phải không hay, đúng không? Đó là cái thứ mà chỉ có tồn tại thị trường crypto thôi, chứ thị trường nào khác anh chưa thấy, hay có thể anh không thấy, hoặc là có thể anh chưa thấy. Chứ thị trường crypto làm gì có một cái dự án, thị trường khác làm gì có dự án nào mà không cần người đứng ra đại diện, rồi không cần backer VC nào đứng ra đại diện mà nó vẫn có thể tồn tại được. Chỉ có crypto thôi là nơi mà quyền lực được trao về cộng đồng. Đó là một cái điều rất là hay. Ok, nãy anh có nói về cái việc là sự tương thích, sự hợp nhau về cái mindset giữa project với các cái VC á. Thường thì với cái vai trò là một cái quỹ thì anh sẽ đánh giá một cái project như thế nào là một project không hợp về mindset với mình. Tức là những cái dự án nào mà mình sẽ say no á, thì không biết là có những cái criteria không? Thật ra thì anh không có một cái tiêu chí cụ thể đâu. Nhiều khi tụi nó có mấy đứa bạn gọi là VC friend nó hỏi là mày giờ đang focus vào cái nào, mảng nào, thì nhiều khi có thể trả lời là chung chung là ta cũng đang khá là hứng thú với game nè, rồi một vài cái hệ sinh thái mới. Nhưng mà thật ra thì anh không có một cái tiêu chí gì hết trơn á. Cái tiêu chí của anh là cái gì reasonable thì anh làm, cái gì nó make sense thì anh làm thôi. Và nó sẽ case by case chứ không nhất thiết là phải theo một cái criteria ABCD. Và cái mà anh nghĩ nó ảnh hưởng đến cái quyết định đầu tư của anh nhiều nhất đó là cái tâm trạng của anh, cái vibe của cái buổi trò chuyện đầu tiên với project team. Thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái impression của mình, cái ấn tượng đầu tiên của mình đối với các cái các thành viên trong trong đội ngũ mà mình đang nói chuyện cùng. Ví dụ như là có một vài project thì anh nhìn thấy họ cũng được đấy, kiểu họ cũng ok, nhưng mà khi mà nói chuyện ngày đầu tiên thì nó hơi kiểu lủng củng rồi nào về team họ không có trình bày cái idea của họ một cách chuẩn chỉnh, hoặc là họ kiểu nói chuyện hơi arrogant. Chẳng hạn arrogant là kiểu như nào nè, hơi kiêu ngạo, đúng không? Tức là họ tìm đến mình nhưng mà họ nói chuyện kiểu kiêu thì anh cũng không thích. Cho dù họ có xịn cỡ nào thì anh cũng không có kiểu hứng thú lắm. Anh tin rằng là một cái mối quan hệ giữa VC hay là với VC và project, hay là bất kỳ một mối quan hệ trong kinh doanh nào, thì nó cũng phải xuất phát từ hai phía. Cả hai phía đều phải excited với làm việc với nhau, cả hứng thú làm việc với nhau thì mình mới làm. Còn nếu không thì không nên kiểu nghĩ rằng là người ta cần mình hơn hay là mình cần người ta hơn, như vậy thì nó sẽ không bền vững. Nên là đa phần thì anh sẽ nói chuyện với team rồi xem thử họ về năng lực như thế nào, về thái độ như thế nào. Nhiều khi cái product của họ như lúc đầu mình gặp họ nó không cần phải 100% hoàn hảo đâu, mà nó có thể kiểu thiếu sót vài thứ, và chính vì cái sự thiếu sót đó thì họ mới cần tìm đến mình, chứ đâu phải họ hoàn hảo rồi tìm đến mình làm gì nữa. Nên là cái về cái product thì nó có hoàn toàn có thể được improve, được cải thiện về sau. Còn cái thứ mà anh nghĩ quan trọng hơn nhất đó là cái tài sản về năng lực cũng như là cái quyết tâm của đội ngũ. Còn mấy cái phần khác liên quan tới định giá doanh nghiệp này kia hay là
token matrix này kia thì thực ra nó anh cũng hay xem á, nhưng mà sao nhỉ, nó cũng không quá là, nó không phải là cái tiêu chí hàng đầu á. Đừng có định giá cao quá là được, kiểu một vài project á, kiểu họ định giá kiểu crazy, mới bước vào thị trường mà định giá kiểu vài trăm triệu đô xong rồi cả tỷ đô thì nó rất là crazy, và điều đó thì tất nhiên là không ai có thể chấp nhận được rồi. Nên là đó, team quan trọng nhất, rồi cái ấn tượng ban đầu khi mà nói chuyện với team nè, cái mối quan hệ của mình với team nó như thế nào nè, rồi mới đến là về product, rồi mới đến là về token matrix, tokenomics, ecosystem này kia. Và đó là cái tiêu chí của anh. Nhưng mà vẫn là case by case nha, tùy theo trường hợp thôi, không có fix một cái tiêu chí nào hết, mà cái gì mà nó hợp lý thì mình làm. Ok, thì với cái vai trò là một quỹ đầu tư á, thì anh Thuật chắc cũng có cơ hội để nói chuyện với rất nhiều dự án, không những là ở trong nước mà còn ở cái thị trường quốc tế. Thì không biết là anh thấy có cái sự khác biệt nào giữa cái style build giữa hai bên không? Tức là cách team họ thiết kế sản phẩm, cách team họ tương tác với nhà đầu tư, họ duy trì cái mối quan hệ như thế nào, thì không biết có cái sự khác biệt nào giữa thị trường Việt Nam với cái thị trường quốc tế không? Khó nói, tùy người em. Thực ra thì ở thị trường nào hay là quốc gia nào thì nó cũng sẽ chia làm nhiều tier thôi. Ở Việt Nam thì cũng có nhiều project mọi người làm rất là có tâm, team rất là chuyên nghiệp. Team phải nói là tầm gọi là văn hóa làm việc, culture làm việc nó phải tầm Mỹ, tầm Âu vậy đó. Ý là nó rất là chuyên nghiệp kiểu. Còn nhiều team thì họ cũng mới vào thị trường, họ hơi lơ ngơ một chút, rồi hoặc là họ kiểu chưa có kinh nghiệm nhiều trên thị trường thì họ cũng phải cần thời gian để học hỏi này kia. Hoặc là có nhiều team thì khi mà họ vào thị trường thì động lực của họ nó không có bền vững. Thì anh nghĩ ở đâu cũng vậy á, thường thường thì anh không có phân biệt là team là đến từ Việt Nam hay là team đến từ quốc tế, mà anh chỉ đơn giản là anh nói chuyện với họ xong anh cảm nhận họ là con người như thế nào thôi. Team Việt Nam thì hiện tại thì anh thấy là hiện tại thì Việt Nam làm game nhiều, tại vì cơ bản bây giờ Việt Nam mọi người nhìn cái thời câu chuyện thành công của Axie ấy, thì mọi người đa phần thì mọi người cũng có một chút kiểu tự tin hơn á, là ở Việt Nam cũng có Axie thành công như vậy rồi, thì họ cũng nghĩ rằng là họ có thể làm được một cái sản phẩm tương tự, hoặc là ít gì nó cũng phải gần bằng, hoặc là nhiều khi là hơn, họ cũng phần nào tin hơn, nhưng mà tự tin hơn. Nhưng mà DeFi thì anh chưa thấy Việt Nam có nhiều product xịn sò lắm. Game thì khá là nhiều đúng không, nhưng mà cũng còn mới lắm, anh thấy nó cũng còn mới lắm. Nhưng mà được cái là năm 2021 á, thì builder từ Việt Nam xuất hiện nhiều hơn, tại vì câu chuyện thành công của một vài project tại Việt Nam nó cũng phần nào inspire mọi người. Anh có thể điểm qua một vài cái thị trường khác. Anh không biết là cái câu chuyện này anh nói trên đây nó có phù hợp không nữa, nhưng mà anh theo quan sát thì anh thích nói chuyện với builder ở bên Mỹ nhiều hơn á. Kiểu không hiểu sao nhưng mà cái mindset của họ nó rất là straightforward á, nó nó thật á, chứ nó không có phải quá là mình phải suy nghĩ quá nhiều, mình phải lươn lẹo quá nhiều khi mà nói chuyện với họ á. Rồi anh thấy là builder bên Ấn Độ thì anh hơi khó nói chuyện cùng á, anh không biết sao, nhưng mà cái cách trình bày cũng như là cái gọi là như nào nhỉ, cái cách mà họ giao tiếp với mình á, nó cứ bị rối á, nên là anh cũng cảm thấy hơi khó nói chuyện cùng, và cũng hơi ít đầu tư một số dự án mà có team bên đó. Ở bên Trung Quốc thì họ khá là thích Việt Nam á em, kiểu họ rất là hứng thú bước vào thị trường Việt Nam. Nhiều khi mình ở ngoài mình nhìn vào thấy thị trường Trung Quốc khá là tiềm năng đúng không, nhưng mà họ ở Trung Quốc thì họ là thích vươn ra ngoài khỏi Trung Quốc hơn. Nên là nhiều khi họ rất là thích nói chuyện với Kairos nè, một số cái VC ở gọi là không có yếu tố Trung Quốc ở đấy. Và Việt Nam thì dễ rồi, Việt Nam thì nói chuyện với nhau dễ rồi, tại biết nhau quá nhiều rồi, nên là gặp nhau phát là biết mình muốn gì liền, cho nên là nó cũng đâu rồi đấy, khá là lẹ. Ok, thì mình nghĩ là như vậy thì chắc cũng là quá nhiều thông tin insight cho các bạn nghe podcast hôm nay rồi, thì chắc là cảm ơn anh Thuật đã dành thời gian đến với podcast DeFi Discussion hôm nay. Rất là trân trọng từng cái chia sẻ
cũng như là thời giờ của anh Thuật. Thì chắc là để anh Thuật gửi lời chào đến các bạn đang nghe cái podcast này ha. Thì nói chung là cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình thì chưa có chia sẻ được hết đâu, tại vì cũng nó cũng gói gọn trong cái topic ngày hôm nay. Thì nếu mà có thêm nhiều số thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Và thật ra thì có những cái mình chia sẻ nó hơi kiểu untold story á, những cái câu chuyện chưa được kể á. Thì có thể đó là những thứ mình chứng kiến, những thứ mình được nhìn thấy, thì nó có thể khác với những người những cái thứ mà mọi người nhìn thấy. Nói chung là không thể nào giống nhau được. Thì nếu mà nó có những cái conflict gì đấy, thì hy vọng là mọi người có thể xem cái những cái bình luận của mình là cái quan điểm chủ quan của riêng mình. Nó như vậy thôi. Thì hy vọng là sẽ có dịp để đồng hành cùng với mọi người trong những số lần sau. Ok, cảm ơn mọi người ha. Yeah, ok. Anh em nào mà thấy cái podcast này hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị thì hãy để lại một like cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Khối 68 ha. Thì rất vui khi nhận được sự ủng hộ của anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập podcast tiếp theo.